tâm sự nhớ ngược về quá khứ chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín chót thương ta áo tím những đêm sương lạnh nghe trái sâu rớt vào tim thương rất nhiều mái tóc xòa làm ngơ thời gian có ngừng đây bao giờ thương tiếc rồi sẽ làm buồn phù vơ nhiều lúc muốn quên để xóa mờ nhưng mỗi lần nhìn xuân về sao khó tìm quên xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian thì bây giờ mời chị Phi Nhung sẽ là người cất lời nhận xét đầu tiên để xem là khán giả
đang chờ đợi chị nhìn nhận gì về sự tiến bộ này của Thiên Ngân? Mời chị. Thật sự ra là chị thấy em tiến bộ đó. Chị thấy em tiến bộ mà chị muốn hỏi em là ai tập cho em bài này vậy? Dạ, dạ thưa chị, dạ là ngoại giao linh tập. Trời, tới ngoại giao linh luôn á hả? Tại sao chị em không kêu chị tập mà em kêu tới mà ngoại giao linh vậy? Trong lúc mà ngoại giao linh tập cho em á, thì ngoại giao linh có nói là em hát giống chị lúc nhỏ. Cũng có một chút xíu. Nhưng mà hồi nhỏ thì so ra với cái tuổi của em với chị thì như là em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Với lại em hát em còn sai lỗi chính tả quá. Cái gì nhớ lại gì. Cái tuổi của con còn nhỏ như vậy mà con hát như vậy thì nói chung là để công bằng thì là nghe rất là dễ chịu. Cảm ơn má Vô Linh đã dạy cho con. Con biết yêu nghề, con đi tìm bậc tiền bối để mà con học hỏi như vậy là mẹ thật sự một cách rất là ngạc nhiên. Khi mà em tập với là ngoại giao linh thì ngoại cũng không có nhiều đòi hỏi về giọng hát của em. Tại vì ngoại muốn là em hát thật là thoải mái với cái cách hát của em. Ngoại rất là tận tình giúp đỡ cho em, dù là ngoại có bận hay ngoại cũng cố gắng sắp xếp để chỉ dạy cho em. Và con diễn thì cũng đừng có đưa cái mặt buồn quá. Không phải là buồn hết, đem hết cái nỗi buồn của mình lên trên sân khấu. Mà mình buồn từ trong tâm, trong tim của mình. Con lên mà con diễn, con buồn cái kiểu đó được. Người ta coi, người ta mệt lắm. Rồi, bây giờ mời chú Vinh nhận xét cho cháu Thiên Ngân nè. Cái việc quan trọng nhất của Thiên Ngân là phải luyện cái giọng mình cho nó khỏe hơn. Tại vì sao? Với cái tuổi của con thì con đang cái tuổi lớn. Để muốn xuống một cái câu hay lên cao thì phải có một cái làn hơi. Giọng của con vẫn là sương khói thôi, nó nhiều lúc nó hơi mỏng manh, nó dễ thương mà nó rất là hợp với bolero. Nhưng mà để mà đi xa giống như mẹ để là cần một cái lực rất là lớn. Chú nghĩ là con có một cái hay mà chú thấy như vậy là con có một cái cảm rất là tốt. Con đi vô cái ghế, con đụng vô cái ghế, con cầm quyển sách, con đưa cái tay đều có cảm nhận. Cái đó rất là quan trọng một người nghệ sĩ. Ngoài cái giọng hát là đương nhiên rồi, thì cái cảm nhận đó rất là quan trọng. Con chỉ tiết chế lại một chút xíu ở khuôn mặt như mẹ nói thôi, còn tất cả những cái mà con diễn á, chú lại thấy thích. Tại vì cái nét của con, cái nét hiền, chú thấy là con phải về luyện tiếp cái lực. Cái đó là việc đầu tiên. Với cái giọng hát này mà đã có lực vô rồi thì con sẽ biết được phân bố chỗ nào muốn cái gì là trong tầm tay của con. Nhưng cái đó phải có thời gian. Vẫn phải hỏi con là con thích màu gì. Dạ con thích màu hồng. Cái màu hồng là quá đúng với con đúng không? Cái màu hồng là nói về những cái gì mộng mơ bay bổng tuổi thần tiên á. Bài hát tên là Trả Lại Thời Gian. Thì chúng ta phải nhớ ở trong đó có những câu rất là hay. Thời gian có ngừng đây bao giờ. Nên chú muốn nhắn nhở với con đang có rất là nhiều điều kiện, thì con nhớ là thời gian sẽ không ngừng lại. Nên mình phải trân quý cái thời gian mình đang có. Nếu được thêm một cái màu cho con, chính là màu thời gian. Con cần thêm trải nghiệm. Đối với em, những lời nhận xét của ban giám khảo thì đó vừa là những lời khích lệ và cũng là một phần nào đó áp lực để cho em có thể làm tốt hơn, chỉnh sửa được cái giọng hát của em lại. Hồi đó bà còn chút xíu à, cái bà đi thi bolero, thi cùng đàn anh đàn chị, xong rồi cho bà rớt, cái bà khóc. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận, khi cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Không chịu xuống. Con đi xuống đi, không chịu xuống. Cái lúc đó là màu hồng nó còn đậm đó. Không chịu xuống, không, con muốn đậu. Mẹ em lên, ok rồi, nhận làm con rồi mới chỉ dẫn từ từ cho con nha. Chứ con không có cạnh tranh được các chú, các anh đâu nha. Con chưa có yêu sao con hát bolero được. Lúc đó mới chịu đó, không có đứng im trên sân khấu luôn. So với cái tuổi 16 mà con hát được như vậy thì đối với chú là một cái sự chín chắn trong cái giọng hát rất là tốt so với cái lứa tuổi con 16 bây giờ. Hôm nay thì con hát tiến bộ hơn cái tập trước. Tuy nhiên cái bài Trải Dài Thời Gian này thì theo chú nghĩ là con hát lên nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có bị quá buồn. Con hát bị buồn quá nó bị lê thê, con chú cần con ca thánh thoát chút xíu. Xin trả lại, như được xin trả lại thì chứ nó bị nặng nề mà nguyên một bài nữa thì chết. Với lại cái chữ chẳng hạn như con luyến mấy chữ mà như cái gì thấy lòng buồn vu vơ,
thật lòng buồn vú vơ đừng có vú vơ con luyến gì chữ đó nó bị nặng lắm. Với lại cái đoạn cuối á, ôm kỷ niệm trắng, chú muốn con ca nhẹ nhàng chứ. Ôm kỷ niệm trắng đưa lời thở than, một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn đó. Thành thử chú cần con hát thánh thoát nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có buồn. Nhưng mà bữa nay thì con ca rất là chuẩn, dòng này thì con tốt rất là nhiều hơn những dòng rồi. Trước khi mà trò chuyện với Thiên Ngân thì cho em đứng lên, em xin được thay mặt khán giả xem đài cũng như là chính bản thân em là một người mà ngồi cái vị trí này thì em xin rất là cảm ơn chương trình khi mà mỗi cái bài hát mình có một cái đoạn clip ngắn ở phía trước để nói lên được cái hoàn cảnh ra đời của cái bài hát đó. Và hồi nãy chị Phi Nhung hỏi là Ngân ơi con yêu chưa dậy mà sao con có thể hát được như vậy, thì em nghĩ rằng là một phần là nhờ cái clip mình bạn tìm hiểu được ở phía trước đó và được ngoại giao Linh truyền đạt được những cái kinh nghiệm trước của ngoại, thì ngày hôm nay Thiên Ngân với chị em đã làm tốt hơn vòng trước rất là nhiều, và nhất là ở những cái nốt cao. Cảm ơn rất nhiều bạn giám khảo. Thưa quý vị, không có sự nỗ lực nào là hoang phí cả, và niềm đam mê tin chắc rằng phải được chui rèn rất nhiều nữa. Và đó chính là phần dự thi của Thiên Ngân ngày hôm nay. Đến nha con, Quang trả thương nha con. Mà, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị ngó xuống mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con, đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ là
quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho Thiên Ngân thưa quý vị. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay cái tiết mục này con hát rất là tuyệt vời. Cái xúc cảm của con từ đầu bài hát cho tới cuối bài hát, xúc cảm con rất là dạt dào. Chú rất là xúc động. Đây là bài hát mà con thể hiện tình cảm hay nhất từ trong cuộc thi. Con chiếm được cảm tình của chú là ở cái chỗ cảm xúc của con nguyên một bài hát. Chứ thật ra cái hát của mình đó, cao thì gắt quá mà xuống thấp lại không nghe lời. Con phải để ý cái này. Con về con tập lại cái xuống thấp của con và cái cầm cái micro của con đó. Con phải có kinh nghiệm, khi nào thấp con để sát vô chút xíu, khi nào con hát cái giọng lên cao á thì cao lắm nhưng mà nó hơi chua chứ nó không ngọt. Thành ra cố gắng về tập lại. Cô mong là nếu mà có dịp gặp lại con sẽ hay hơn và xuất sắc hơn. Cảm ơn em. Cô rất mong là con chú ý, bởi vì bản thân giọng ca của con là rất quý. Và như anh Thái Châu nói đó, cảm xúc mà con đưa đến cho người xem hôm nay thì rất tuyệt vời. Và mong rằng cái việc này nó cũng sẽ đi đôi với lại cách xử lý về kỹ thuật của cái giọng hát của con. Cảm ơn con. Thiên Ngân có lợi thế là em có cái giọng mũi rất là trong. Cái giọng mũi này là những người mà hát dân ca và nhạc trữ tình đó, rất là cần. Bởi vì có thể lên cao mà nó bỏ nhỏ rất hay. Cái tiết mục thì dàn dựng rất là dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của em. Nhưng có cái điều thì những cuối câu đó, như là những cái chữ phương xa đó thì em tống mạnh quá. Nếu mình lên cao không được thì mình phải có dùng thế. Không dùng sức được thì mình phải dùng thế. Là chữ phương xa phải luyến đi và nhẹ lên. Chứ không đẩy mạnh quá. Đẩy mạnh quá thì nó sẽ bị phô và bị lạc. Nhưng phương xa đó, luyến một cái thì nó nhẹ đi. Thật ra cái bài này rất là ngặt. Cao thì cao quá, mà thấp thì lại quá thấp. Rất là khó thể hiện với một đứa bé như em. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy như vậy đối với em thì cũng là đã quá tốt rồi. Tôi cũng chúc mừng em. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Thiên Ngân. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5 điểm. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 9 điểm. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo trường quay dành cho Thiên Ngân. Xin mời. Số điểm giám khảo khán giả dành cho Thiên Ngân là 9,2 điểm. Xin chúc mừng em. Hôm nay nghe cái bài hát Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi mà em thể hiện quả thật rất là xúc cảm. Và chính cái niềm cảm xúc rất là thật từ đáy lòng của em hiện trên gương mặt, hiện trên cái ánh mắt. Và dường như là tập trung hết những tình cảm của mình vào từng cái lời ca với bài hát này. Thì em nghĩ gì mà có thể là lột tả và hát cảm xúc đến như vậy? Dạ thì ca khúc này thì mẹ Nhung em đã trình bày rất là thành công. Và đó cũng là cái gì thật nhất của mẹ, đó là hoàn cảnh của mẹ, cho nên là em muốn thể hiện lại và để bày tỏ lòng biết ơn, lòng yêu quý mẹ. Rất là đáng yêu. Xin quý vị hãy cùng thương yêu Thiên Ngân nhắn tin bình chọn cho bé Thiên Ngân với mã số bình chọn của em là 06. Con là Thiên Ngân, con may mắn được sự giúp đỡ của mẹ Phi Nhung, con sẽ là sao nối ngôi. Bây giờ ở đây chấm con đậu thì cô không chấm, nhưng mà cô sẽ chấm con làm đệ tử của cô. Dạ, con bắt đầu muốn hát và làm ca sĩ từ lúc con 5 tuổi. Hiện tại thì bé có một cái giọng hát, không phải là giống Phi Nhung mà là có một cái giọng hát riêng biệt. Và có cái cách ngân luyến lấy cũng khác mà Phi Nhung nữa. Tạm thời cứ để cho bé vừa đi học mà bé cũng vừa lên sân khấu bé hát để bé học hỏi thêm. Nếu mà nấp với cái bóng Phi Nhung thì sẽ không có nữa, là tại vì Nhung rất là tự tin khi Nhung nhận bé và Nhung sẽ biết cách để chỉ bé như thế nào. Con muốn làm ca sĩ một để thỏa mãn ước mơ, mục đích nữa là để con giúp đỡ gia đình và có thể làm được
những gì mẹ Nhung đã làm. Thưa quý vị, đó chính là giọng ca nhí Thiên Ngân. Và chúng ta hãy cùng xem trong thời gian qua, khi trở thành con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, thì bé Thiên Ngân đã học được những gì và sẽ thể hiện ra sao trong tiết mục này nhé. Cơn lũ
mặt sóng đi xa. Lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua. Đỏ năm xưa,
mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe luyến thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời tương lai. E ấp trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà đường mưa trơn lối về.
Và thưa quý vị, dường như là chúng ta vẫn còn nhớ Quỳnh Trang đã từng thể hiện một ca khúc có tên được gọi là Nắng Chiều Hai, là Bến Giang Đầu đúng không? Ước nặng nề qua thêm nhà phân vương xa. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và nhận được những lời khen từ ban giám khảo. Cái giọng hát của Trang tự dưng nó đột phá ra rất là hay, và những cái luyến lái nó làm cho Giao Linh thấy lạ ghê lắm. Xuống đây cho cô ôm gái. Cái bài hát này á, không có nghĩ rằng là nó 20 tuổi nó hát đâu, nó là cũng ba mấy 40 tuổi rồi nó hát bài này á. Tại vì cái bài hát này phải trải nghiệm dữ lắm mới xử lý bài hát này được. Giờ con luyến lấy mấy chỗ nghe đã lắm Trang. Còn ngày hôm nay với ca khúc này thì không biết sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến đầu tiên từ ca sĩ Đông Đào. Một bức tranh rất là đẹp trên sân khấu, nắng chiều. Nhưng mà cô hơi tiếc, ví dụ như cái đoạn giữa, đoạn giang tấu á, con kết hợp cùng với múa, con vài động tác nhẹ thôi cũng được. Ở trên sân khấu, ví dụ như đúng lúc con hát thì có thể là múa minh họa cho con. Nhưng mà khi giang tấu là khúc đó con không có hát, con phải cùng tương tác với múa. Điều thứ hai, so với bài Bến Giang Đầu, bài này con hát không đạt bằng Bến Giang Đầu. Bến Giang Đầu con hát xuất sắc luôn. Cô bữa đó là cô không có lời gì để nói bài Bến Giang Đầu luôn, nhưng đến bài này hôm nay con hát trên nhiều chỗ quá. Cái bài này tiết tấu nó hơi nhanh, cho nên con phải tách cái lời nó ra. Nó không có phải giống như những bài bolero đơn thuần mà mình hay hát. Bài này con thấy cái nhịp đánh không phải là bolero mà gần như cha cha cha. Tức là con chưa có tách rõ hẳn chứ ra, con bị dính nhiều quá cho nên nghe nó cứ mờ cái tiếng của con. Cho nên con phải khắc phục những cái giai điệu như thế này á, con phải biết là hát gọn từ lại nữa để cho cái lời hát của mình nghe nó rõ hơn mà nó hay hơn, thì nó ra một cái màu sắc bức tranh quê hương đẹp lắm con. Rút kinh nghiệm nha. Còn lại thì đẹp thì vẫn đẹp, giọng thì vẫn hay. Cái khúc Nắng Chiều là một ca khúc mà em rất rất là thích, và em luôn mong muốn có cơ hội một lần được hát ca khúc này, bởi vì ca từ và những cái nhịp điệu trong ca khúc này quá hay đi. Nhưng mà có thể em thích thì nó không phải là cái quyền quyết định để cái bài hát này có thể đạt được chất lượng 100%. Thật sự ra thì Trang vẫn còn trẻ mà còn nhiều cơ hội lắm. Tại vì con cả là có thể tiến bộ nhiều hơn. Tại vì mỗi một người ca sĩ đó, không phải là mình chọn bài nào mình cũng hát được hết, kể cả mình cũng vậy. Có những cái bài hát mình cũng không có chở nổi được. Có những bài hát thì mình hát nghe rất là hay. Cho nên cái quan trọng nhất là em phải chọn những cái bài hát mà hợp với cái giọng của em. Cho nên cố gắng, thì anh chị chỉ chúc cho em thôi. Cảm ơn. Em đã thiếu sót và có rất là nhiều những cái khiếm khuyết mà còn vướng mắc lại trong cái bài hát này. Cho nên là em sẽ lấy đó làm bài học và rút kinh nghiệm, để nếu như mà em có cơ hội hát bài Nắng Chiều một lần nữa thì em sẽ hát thật tròn trịa và hứa là sẽ không có một khuyết điểm nào. Phi Nhung thì thật sự ra là đi hát cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà tính ra nói mà gọi là để mà hát cái bài Nắng Chiều này á, thật sự nó không phải là cái thể loại của mình. Nên em, anh Vũ thấy rồi đó, không có bao giờ mà em dám hát cái bài Nắng Chiều này hết. Nó rất là khó. Mà đối với bé Quỳnh Trang thì mới có 20 tuổi, mà cái bài Nắng Chiều này là cũng không phải thể loại của con, mà đánh cho cha cha nữa, nên làm cho con cái tiết tấu nó nhanh. Nhưng mà hôm nay mẹ thấy là con cố gắng lắm rồi. Cái bài này nó không phải là của con, nhưng mà con cố gắng, con làm tròn. Và cái nét mặt và cái tóc tai, tất cả những cái điệu múa của con hòa nhịp với lại với vũ đoàn là như vậy, đối với mẹ là mẹ thấy con quá là giỏi, quá xuất sắc. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn những ý kiến từ cả ba vị giám khảo của chúng ta.
cố lên nhé. Vẫn còn một bài hát thể hiện song ca ở phía sau nữa, đúng không? Bây giờ vào trong bình tĩnh lại. Và một tràng pháo tay nữa để cho Quỳnh Trang bình tĩnh hơn được không ạ? Tham gia cuộc thi này thì em không có đặt nặng là mình phải vào được chung kết và được giải quán quân, á quân hay là gì đó, không có. Em muốn tham gia cuộc thi này, em muốn cho khán giả, những người yêu mến em thấy là em có quyết tâm, em muốn là một ca sĩ đứng trên sân khấu thật sự, chứ không phải là chỉ là một ca sĩ đứng trong một cái màn hình YouTube hát ra những cái lời hát ngọt ngào đã qua chỉnh sửa. Thank you.
Con người có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có làng cây đa thương tiếng du ai bùi ngùi rót trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa, nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn vây quanh liếm dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình hồng trò đẹp như mơ. Ôi khói lam ban chiều là biểu thương tuyệt vời mê. Chim bim bim về nhắn ai bước đi trọn lời thề, lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao, hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mà non, câu ca dao trên vẫn còn dùn đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương, xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Mẹ thương bao con thân gái đục trâu, mai kia bố nó còn đi lấy chồng, giờ thì ba má chiều cưng chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi, nói năng lừa lời. Mẹ, mẹ ơi, phận gái 12 bến nước biết bến nào trong, biết sông nào được con, biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cứ mang hoàng dương, chưa một lần đền ta nghĩa. Mai mốt đây về làm dấu thiên hạ, là cả một đời trao trọn cho người ta. Để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chế. Mẹ, sao mẹ cứ khóc hoài vậy? Mẹ khóc hoài làm sao con đi lấy chồng nè? Mẹ lo lắm. Dù người ta yêu thương, con nhớ đừng xem là thường. Xuất giá rồi tòng phu con nhé.
trọn đời con thơ chồng, giữ gìn tiếng sách trong danh gia ta thủy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng, dặm ngàn thân gái đục trong, một lần sẽ qua áo hồng suốt đời khắc ghi trong lòng. Thấy con nên việc thất gia, lòng già con nghe mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Nhung ơi, dạ không biết rồi con có làm đẹp già bên chồng. Mẹ đã làm dấu nửa đời người nên mẹ biết cay đắng đắm bề nước mắt chán con. Nếu mẹ chồng con quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuông. Đi đứng khoan thai nói năng cho nhỏ nhẹ kẻo đám em chồng con nó mai mẹ nặng lời. Con nghe rồi mẹ. Tiếng ai hát giữa đêm thanh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Thưa quý vị, lòng mẹ với Nhật Kim Anh. Cái câu đầu tiên Kim Anh bắt vào bài hát chưa được ngọt. Bắt đầu chừng giữa bài trở đi á, thì em lấy lại cái bình tĩnh và em hát. Cô Vương Dung thấy á, cái loại này không phải là trường phái của Kim Anh. Nhưng mà cô Vương Dung khuyến khích Kim Anh là nên cố gắng trau dồi, tự vậy em có thể hát được. Mình là một ca sĩ thì thời gian đứng trên sân khấu em đã có kinh nghiệm. Thì cô mong ước là nếu mà có dịp trở lại, cô sẽ thấy một Kim Anh hát hay hơn nữa. Xin được mời cô Giao Linh. Thì Giao Linh nhận xét là Kim Anh hát bằng cái tâm. Hát nghe Giao Linh cũng cảm động lắm. Nhưng mà Kim Anh sửa lại mấy cái nốt thì có những cái nốt thấp. À, nó quá thấp đi, thành ra nó làm cho cái giọng của Kim Anh bị tù. Nếu mà Kim Anh có thể nâng lên nửa tông nữa thì Giao Linh thấy thứ nhất là sáng bài hát, thứ nhì nữa là Kim Anh sẽ hát rất hay. Chúc mừng Kim Anh. Cảm ơn cô. Bài hát vừa rồi làm tôi nhớ đến mẹ tôi. Thật sự mà nói, bài này là cái bài mà một trong những bài về mẹ mà tôi đã được nghe từ bé, và mỗi lần nghe thì tôi lại có một cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì là tôi ngồi, tôi nghe bạn hát sống và tôi cảm nhận chúng ta ai cũng có một người mẹ yêu. Tôi nghĩ là bởi vì cái cuộc sống nó có hạn thôi, không có ai sống mãi được. Thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có thể yêu cái người mà yêu chúng ta, trong trường hợp này là mẹ chúng ta, và làm cho mẹ chúng ta vui lòng khi mà bà còn sống, thì cái điều đó nó có ý nghĩa hơn là nhớ nhiều về bà khi mà bà đi rồi. Cái cảm xúc mà bạn cho tôi qua cái bài hát này thì nó mạnh lắm, nó rất mạnh, làm tôi cũng sững sờ một chút.
cho dù là cái kỹ thuật nó không được như ý mong muốn, nhưng mà cái cảm xúc của bài hát đã có ở đó. Và xin cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn. Còn ý kiến của giám khảo Nguyễn Quang thì sao ạ? Hôm nay em hát rất là tốt. Tại vì hôm nay anh mới thấy thật sự là cái tâm hồn của cái bài hát. Chắc có lẽ là do cái bài hát này nó quá hay. Cũng một phần là tôi mới vừa trải qua một cái mất mát cũng khá là lớn. Cho nên là khi mà nghe hát cái bài này, hai câu đầu thôi là tôi đã bị xúc động rồi. Thì cái cũng thông cảm, anh cũng thông cảm là nhiều khi anh thì không phải sở trường của mình mà hát như vậy thì anh nghĩ cũng rất là tốt rồi. Mà cái quan trọng nhất là như anh Đức Huy nói là cái tình cảm. Riêng tôi thì tôi rất là thích cái bài hát này. Chắc có lẽ là hơi có tính chất cá nhân một chút, bởi vì bản thân mình đang bị mất mát rất là lớn thì cái xúc động sẽ rất là nhiều. Cảm ơn Nguyễn Quang. Còn bây giờ thì Nguyễn Vũ xin mời tất cả các vị hãy cùng đến với phần cho điểm. Đầu tiên xin được mời số điểm của danh ca Phương Dung, 9,5. Giám khảo Đức Huy, 9,5. Giám khảo nhạc sĩ Nguyễn Quang, 10. Xin được chúc mừng Nhật Kim Anh. Còn bây giờ sẽ là thời gian của quý vị giám khảo trường quay bắt đầu. Và số điểm của quý vị giám khảo trường quay, trong đó có 10 nhà báo đã dành tặng cho bạn, số điểm 9,6. Chúc mừng bạn. Chúc mừng ca sĩ Nhật Kim Anh đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Tuần này tuy là Nhật Kim Anh tham gia vào vòng thi lội ngược dòng, thế nhưng mà Nhật Kim Anh gần như không có bỏ lỡ cái đêm thi nào của chương trình hết. Thì không biết là cảm xúc của mình như thế nào với cái đêm thi ngày hôm nay? Thật ra thì Kim Anh cũng có hai cảm xúc. Cái thứ nhất là cũng nửa vui và nửa buồn. Thật sự ra thì nếu đối với một cái cuộc thi thì cũng không ai muốn mình vào trong cái phần lội ngược dòng này hết. Nhưng mà dù sao thì cũng vào, cũng ba chị em luôn thì cũng cho vui. Cái thứ hai nữa là Kim Anh cũng cảm thấy vui bởi vì tuần nào mình cũng được gặp khán giả cả, và khán giả cũng được nhìn thấy mình cũng như là xem những tiết mục mới của mình. Nhưng mà dù sao thì nhà Kim Anh cũng đã có một cái phần thi rất là thành công. Chúc mừng nhà Kim Anh. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ mã số bình chọn dành cho ca sĩ Nhật Kim Anh là 03, rồi soạn tin nhắn theo cú pháp HNTH khoảng cách 03, rồi gửi về tổng đài 8234 quý vị nhé. Trong lòng chỉ thấy thi thôi.
kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng đêm tiến đưa. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho buông ra đi, quay hình không có đẹp. Kệ nó, lỡ ôm rồi. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn thế nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại thỏa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm tắt ngay trong lòng. Tiến đưa lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho vơi mở dòng vòng tay đón Phi Nhung nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho vơi. Sạt sóng đi xa lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua. Sao đi đi mãi không lạnh con tim, cho đây thương đây bao giờ thôi quên. Giấc em đêm tha thiết gọi tên, chim xưa nhớ xưa
một tình yêu. Có những cánh buồn chuyện bên quay về, về với quê hương. Bao năm mong chờ giờ đã neo bờ, buồn quên đôi mi. Mây sáng sáng lối cho chiều nay mưa, cây đa bên cũ con đò năm xưa, sóng nước lững lờ ca khúc mong chờ xin ghép vào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật.
mất rồi. Còn đành đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đành phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi. Khôn nguôi đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm chung gì vắng cơn mơ gọi mời. Ân tình rồi đánh ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đành phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi. Hồn ngôi đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm chung gì vắng cơn mơ gọi. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Con đường đêm anh ơi có hay khi nỡ
mệnh chẳng mang nặng niềm thương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu buồn, vì người còn những bước chân miệt mài có hương, để rồi mình ta âm thầm từng chiều phong, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mai trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, về xóa nỗi đơn cuối, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thắm cơn lạnh khi gió lay và những lúc mưa gọi thương nhớ. Trên bên sông
trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên môi
khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thương. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tượng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thêm một người bâng khuâng gác vắng khêu tim đêm đêm nhớ nhung đi vào quên sông sâu cô nhân ơi đi về đâu gửi hôn chim vào đôi mắt ai âm chưa trọn để ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa trơn thì hôm nay thì em không đặt nặng tâm lý là phải cố gắng hát làm sao cho vượt hay hơn những thí sinh khác để mà mình có thể lọt vào vòng trong, mà cái quan trọng nhất là Trang hát cho khán giả nghe, truyền tải hết cái bài hát này đến khán giả, cho khán giả nghe và những người yêu mến mình nghe. Thưa quý vị, khi dòng nhạc trữ tình Bolero như một mạch ngầm âm ỉ suốt mấy thập kỷ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ ở khắp nơi, người ta đặt ra câu hỏi là vì sao Bolero hồi sinh? Cũng có nhiều ý kiến về vấn đề này, nhưng từ tâm thế của những người nặng lòng cùng Bolero, chúng tôi tin Bolero chưa bao giờ chết đi. Nó vẫn sống giữa lòng của những người yêu nhạc, vẫn vang tiếng nơi phố thị, vẫn ngâm nga khắp các ngõ xóm thôn nghèo, vẫn quặn thắt nơi đáy lòng của những con người xa quê. Không ai trả lời thông suốt được sức hấp dẫn của một nhạc phẩm trữ tình Bolero đến từ đâu. Chỉ biết rằng có những tác phẩm, nó đã vượt qua cả sứ mệnh của dòng tân nhạc cải cách, để không chỉ được yêu mến trên chính mảnh đất quê hương mình, mà vươn ra khỏi biên giới lãnh thổ, để được yêu mến trên những đất nước bạn như Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản. Và người ta vẫn gọi nó là bản tình ca Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, ca khúc Nắng Chiều. Qua bên
Và thưa quý vị, dường như là chúng ta vẫn còn nhớ Quỳnh Trang đã từng thể hiện một ca khúc có tên được gọi là Nắng Chiều Hai, là Bến Giang Đầu đúng không? Ước nặng đề qua thêm nhà phân vương xa. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và nhận được những lời khen từ ban giám khảo. Cái giọng hát của Trang tự dưng nó đột phá ra rất là hay, và những cái luyến lái nó làm cho Châu Linh thấy lạ ghê lắm. Xuống đây cho cô ôm gái. Cái bài hát này á, không có nghĩ rằng là nó 20 tuổi nó hát đâu. Nó là cũng ba mấy 40 tuổi rồi nó hát bài này á. Tại vì cái bài hát này phải trải nghiệm dữ lắm mới xử lý bài hát này được. Và con luyến lấy mấy chỗ nghe đã lắm Trang. Còn ngày hôm nay với ca khúc này thì không biết sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến đầu tiên từ ca sĩ Đông Đào. Một bức tranh rất là đẹp trên sân khấu, nắng chiều. Nhưng mà cô hơi tiếc, ví dụ như cái đoạn giữa, đoạn giang tấu á, con kết hợp cùng với múa, con vài động tác nhẹ thôi cũng được. Ở trên sân khấu, ví dụ đúng lúc con hát thì có thể là múa minh họa cho con. Nhưng mà khi giang tấu là khúc đó con không có hát, con phải cùng tương tác với múa. Điều thứ hai, so với bài Bến Giang Đầu, bài này con hát không đạt bằng Bến Giang Đầu. Bến Giang Đầu con hát xuất sắc luôn. Cô bữa đó là cô không có lời gì để nói bài Bến Giang Đầu luôn. Nhưng đến bài này hôm nay con hát trên nhiều chỗ quá. Cái bài này tiết tấu nó hơi nhanh, cho nên con phải tách cái lời nó ra. Nó không có phải giống như những bài bolero đơn thuần mà mình hay hát. Bài này con thấy cái nhịp đánh không phải là bolero mà gần như cha cha cha. Tức là con chưa có tách rõ hẳn chứ ra, con bị dính nhiều quá cho nên nghe nó cứ mờ cái tiếng của con. Cho nên con phải khắc phục những cái giai điệu như thế này á. Con phải biết là hát gọn từ lại nữa để cho cái lời hát của mình nghe nó rõ hơn mà nó hay hơn. Thì nó ra một cái màu sắc bức tranh quê hương đẹp lắm con. Rút kinh nghiệm nha. Còn lại thì đẹp thì vẫn đẹp, giọng thì vẫn hay. Cái khúc Nắng Chiều là một ca khúc mà em rất rất là thích, và em luôn mong muốn có cơ hội một lần được hát ca khúc này. Bởi vì ca từ và những cái nhịp điệu trong ca khúc này quá hay đi. Nhưng mà có thể em thích thì nó không phải là cái quyền quyết định để cái bài hát này có thể đạt được chất lượng 100%. Thật sự ra thì Trang vẫn còn trẻ mà còn nhiều cơ hội lắm. Tại vì con cả là có thể tiến bộ nhiều hơn. Tại vì mỗi một người ca sĩ đó không phải là mình chọn bài nào mình cũng hát được hết, kể cả mình cũng vậy. Có những chứ bài hát mình cũng không có chở nổi được. Có những bài hát thì mình hát nghe rất là hay. Cho nên cái quan trọng nhất là em phải chọn những cái bài hát mà hợp với cái giọng của em. Cho nên cố gắng, thì anh chị chỉ chúc cho em thôi. Cảm ơn. Em đã thiếu sót và có rất là nhiều những cái khiếm khuyết mà còn vướng mắc lại trong cái bài hát này. Cho nên là em sẽ lấy đó làm bài học và rút kinh nghiệm, để nếu như mà em có cơ hội hát bài Nắng Chiều một lần nữa thì em sẽ hát thật tròn trịa và hứa là sẽ không có một khuyết điểm nào. Phi Nhung thì thật sự ra là đi hát cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà tính ra nói mà gọi là để mà hát cái bài Nắng Chiều này á, thật sự nó không phải là cái thể loại của mình. Nên em, anh Vũ thấy rồi đó, không có bao giờ mà em dám hát cái bài Nắng Chiều này hết. Nó rất là khó. Mà đối với bé Quỳnh Trang thì mới có 20 tuổi, mà cái bài Nắng Chiều này là cũng không phải thể loại của con, mà đánh cho cha cha nữa, nên làm cho con cái tiết tấu nó nhanh. Nhưng mà hôm nay mẹ thấy là con cố gắng lắm rồi. Cái bài này nó không phải là của con, nhưng mà con cố gắng, con làm tròn. Và cái nét mặt và cái tóc tai, tất cả những cái điệu múa của con hòa nhịp với lại với vũ đoàn là như vậy. Đối với mẹ là mẹ thấy con quá là giỏi, quá xuất sắc. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn những ý kiến từ cả ba vị giám khảo của chúng ta.
cố lên nhé. Vẫn còn một bài hát thể hiện song ca ở phía sau nữa, đúng không? Bây giờ vào trong bình tĩnh lại. Và một tràng pháo tay nữa để cho Quỳnh Trang bình tĩnh hơn được không ạ? Tham gia cuộc thi này thì em không có đặt nặng là mình phải vào được chung kết và được giải quán quân, á quân hay là gì đó, không có. Em muốn tham gia cuộc thi này, em muốn cho khán giả, những người yêu mến em thấy là em có quyết tâm, em muốn là một ca sĩ đứng trên sân khấu thật sự, chứ không phải là chỉ là một ca sĩ đứng trong một cái màn hình YouTube hát ra những cái lời hát ngọt ngào đã qua chỉnh sửa. Quỳnh Trang là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đặc biệt là tính cách của cô rất là dễ thương. Cô có biệt danh là Thiên Thần Bolero, rất là dễ thương. Anh Thiên Bảo ngoài đời là một anh trai rất là dễ thương và rất là đàn ông mà rất là ít nói nữa. Những nhạc phẩm được sáng tác từ cách đây nửa thế kỷ vẫn được ngâm nga, nhưng nó vẫn rất hợp thời và nói được tiếng lòng của những con người hiện tại. Lịch sử chừng như có một sự sắp đặt thật lý thú, đó là sự bùng nổ sáng tác nhạc bolero đi trước và bùng nổ hát nhạc bolero theo sau. Thời kỳ trước năm 1975 thì lúc đó dân số miền Nam chưa đến 20 triệu người và số lượng nhạc sĩ thì tất nhiên là ít hơn bây giờ rất là nhiều. Tuy nhiên chỉ trong vòng 20 năm, đó là từ năm 1954 đến năm 1975, đã có hàng chục ngàn những sáng tác được ra đời. Và trong số đó, thể loại bolero là chủ đạo. Và những người nhạc sĩ đầu tiên của thể loại này như là Minh Kỳ, Lê Dinh, Hoài Linh, Anh Bằng, Lam Phương, họ đã khéo léo để biến hóa một giai điệu vốn đến từ phương Tây như một cô gái Tây phương xa lạ và bỡ ngỡ đến với vùng đất này. Và rồi cuối cùng trở thành một thể loại rất Việt Nam với tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi hơn, mang âm hưởng dân ca và hao hao những câu hò điệu lý. Lời lẽ của những ca khúc trữ tình bolero cũng rất nhẹ nhàng và truyền cảm như chính những con người Việt Nam đôn hậu và hiền lành. Và trong số những sáng tác của thời kỳ đầu thì tôi đang muốn nhắc đến một nhạc phẩm với sự kết hợp của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, tác phẩm Sầu Tím Thiệp Hồng sẽ đến với chúng ta ngay sau đây. Đời tình thắm sâu nhớ thương đầy phơi, mộng thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e ngại hồn theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Nghe say sức tim
thấy sầu dâng lên tín biết bao giờ cho khuây. Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng xuôi lại thôi. Nói xa e ngại hồn theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến. Rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiến đường, lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tím biết bao giờ cho rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho xuyên suốt từ đầu chương trình cho đến cuối chương trình, Quỳnh Trang thể hiện rất tốt, hát khá hay, nhưng không hiểu cái vòng quyết định này thì không biết sao Quỳnh Trang bị xuống phong độ rất là nhiều. Vì sao thì Quỳnh Trang không hiểu được. Hôm nay Quỳnh Trang thật sự hát không có cảm xúc. Chỉ mong là khán giả xem đài đừng thất vọng và đừng buồn vì phần thi vừa rồi của Quỳnh Trang thôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện tiết mục cuối cùng trong đêm thi hôm nay của cặp đôi nhan sắc Thiên Bảo và Quỳnh Trang. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những lời nhận xét của ban giám khảo. Và đầu tiên xin được mời ca sĩ Phi Nhung ạ. Trước tiên thì xin lỗi hai bạn nha. Cái bài Sầu Tím Thì Phòng này nó quá dễ, thật sự nó quá dễ. Phi Nhung rất làm tiếc trong cái tập này hai bạn diễn xuống phong độ. Thứ nhất, Phi Nhung nói về Thiên Bảo. Mình là nam ca sĩ, mình hát. Thứ nhất, mình hát với một người phụ nữ, mình không thể cầm cái tay của người ta ngang đây, mà mình phải nắm cái tay người phụ nữ nhẹ nhàng đi lên. Và cái bài này nó không có đến nỗi mà phải nhìn, phải cọc cằn với một cái người phụ nữ nhỏ bé như bé Trang như vậy. Giọng bé Trang thì nhỏ nhẹ yếu đuối, còn giọng của Thiên Bảo là nó rất là mạnh. Bạn hát một bảo hát một mình rất là mạnh mẽ, nhưng mình hát chung với bạn nữ thì mình phải nương. Bạn Trang diễn chung với Bảo, nhưng mà Bảo ngược lại, Bảo đi đâu á, mặt nó không dám nhìn thẳng vô mặt diễn của bạn mình, là một cái điều thiếu sót của những người nghệ sĩ mà diễn chung trên sân khấu. Thực ra thì Thiên Bảo đã cố gắng hát tốt cái phần hát của mình. Chỉ tiếc là cái thời gian để tập luyện với Quỳnh Trang quá ít,
nó chưa đủ để mà hai người hòa quyện nhau. Cho nên là hôm nay cũng có những cái sơ sót khi mà hai người cùng diễn với nhau chưa có được ăn ý. Đây thì hát đã hay rồi, Bảo là không còn nói về giọng ca, nhưng mà ở đây Bảo thiếu cái sự mà hát chung với cái người bạn diễn của mình. Lần sau Bảo cố gắng, Bảo cố gắng và cố gắng hơn nữa. Cái giọng hát của Quỳnh Trang và anh Thiên Bảo là hai cái giọng hát khó hòa quyện vào nhau, bởi vì giọng anh Thiên Bảo rất là mạnh, còn về giọng của Quỳnh Trang thì nó rất là mỏng. Cho nên là khi mà liên kết lại với nhau, song ca một cái ca khúc mà được rất là nhiều khán giả yêu thích, thì nó về cảm xúc và về chất giọng thì nó hơi khó quyện. Thực tế ra diễn trên sân khấu mà một cặp đôi nó khó lắm, nó không phải dễ đâu. Một mình hát thì nó dễ hơn, nhưng mà thứ nhất là giọng, thứ hai nữa là phải diễn xuất nữa. Diễn xuất thì nó từ từ nó sẽ có thôi, nhưng mà cái đó thì sao, nhưng mà cái hai cái giọng phải hòa với nhau thì nó mới ra là thành cặp song ca. Bởi vì song ca nó khó lắm. Quỳnh Trang cũng vậy nhé con, nhìn tưởng là dễ lắm nhưng không dễ đâu nha, cố gắng lên. Không dám diễn, không dám dồn, tại vì anh chắc có vợ ở dưới phải không? Cái này là anh Vũ đổ từ vợ, là em thấy nó không có đúng rồi. Người vợ đã đồng ý chồng. Không phải, anh hồi xưa anh cũng diễn, anh cũng giống vậy. Vợ anh ngồi dưới anh không dám diễn, không dám dồn. Là vợ anh với anh là khác, còn này là khác mà. Mình đâu có từ thể mình đem chung vô. Kiểu người ta nói là từ từ, bây giờ trên sân khấu thì anh nói anh mới vừa hát thôi. Còn anh với em là hát mấy chục năm rồi, anh vẫn còn ngại nữa, anh vẫn còn mắc cỡ. Thực ra văn ôn thì võ luyện thôi, nhưng mà tại vì Thiên Bảo bỏ sân khấu cũng hơn 12, 13 năm rồi. Dạ. Bây giờ trở lại bắt đầu vào cuộc thi này mới đi hát lại anh ạ. Còn trở lại vấn đề hôm nay thì nếu mà nói như vậy thì lẽ ra chắc phải để Thiên Bảo hát với Nguyên Trung, còn Mạnh Nguyên thì hát với lại Quỳnh Trang là hợp lý nhất. Nhưng mà tuy nhiên giống như thông thường thì cô Phi Nhung cũng hay nói là các em phải có một cái sự bộc phát ngoài cái sở trường của mình, thì một cái tương tác với nhau trong diễn trên sân khấu cũng là ngoài sở trường. Ví dụ các em quen đứng một mình hát sân khấu, biểu cảm một mình rồi, bây giờ kết hợp lên sân khấu, mà nhất là nam nữ nữa. Hát với cô tập trước cũng như thế, đứng không dám nhìn, kêu em nhìn lên tình cảm đi, nhìn tình cảm của cô già của số sao không dám tình cảm nhìn nha. Ông chị cho anh xí. Yeah. Em thấy cái tập trước là Bảo diễn với chị nha, đẹp lắm luôn á, rất là dễ thương. Yeah. Tức là khi tập sân khấu thì Bảo lại không có dám nhìn. Cứ đó, em cứ nhìn đi, em cứ nhìn lên đại đi, của một cô già của số sao không dám nhìn vậy, nhìn đại đi. Thì cứ nghĩ là cô là người yêu hay gì đi, đại đi. Thì có lẽ là hôm nay bé Trang xinh quá, trẻ quá so với Bảo hay sao đó, mà đại được mệnh danh là thiên thần nữa, cho nên là anh Bảo không dám dòm phải không? Diễn rồi cứ em thì cứ nhìn tình cảm, mà anh thì cứ con mắt cứ nhìn xuống, không biết lúc đó nhìn đâu nữa, chắc nhìn với hoa tím với kia quá. Rồi thêm nữa là một giọng thì quá dày, một giọng thì quá mỏng, cho nên là hai cái bài này vô là cái bồng. Mà từng cá nhân, từng người thì ai cũng tốt, mà tự nhiên kết hợp lại với nhau thì tự nhiên sao kỳ vậy? Giọng thì giọng của Bảo thì đã không nói được rồi, tại vì em hát một mình thì rất là tốt, nhưng mà em phải tập cái tiết chế lại khi hát với một phụ nữ. Này hồi nãy đó, trời ơi, bé Trang nó cất lên mỏng manh vậy, em cất vô một cái cô thấy trời đất ơi. Chứ tôi thấy trên sân khấu mà diễn kiểu này chắc cái giọng nó cũng vậy đó, cái giọng nói chuyện của nó cũng vậy đó. Chắc là đừng lo, bây giờ còn trẻ mà, không sao, mới đừng lo, trong tương lai còn dài nữa, đừng lo. Hồi đó anh Vũ có nói là hồi đó anh Vũ đi hát cũng vậy nữa, anh Vũ cũng không dám nhìn phụ nữ nữa. Đừng nói mấy này, tại là xí sai, không sao. Nha, cho nên rút kinh nghiệm. Và Trang cũng để ý hôm nay sau, cô không hiểu sức khỏe Trang như thế nào hôm nay hát. Thật sự cô không có được vui, không có được hài lòng. Giọng hôm nay cũng không có được sáng nữa. Con phải cố gắng giữ cái cột hơi mình nha, để giọng nó sáng hơn. Giống dĩ giọng con lên, mỏng thì có nhưng mà rất là sáng, chứ không phải tối như vậy. Hôm nay giọng con nó mờ lắm, cố gắng giữ giọng nha. Thiên Bảo rất là tự tin, bởi vì Thiên Bảo cảm giác được cái bài hát và ca khúc của Thiên Bảo đã thể hiện. Rõ ràng là mình thể hiện không tốt, và mình đang bị chững lại, không những chững lại mà còn bị lùi bước nữa. Cho nên Quỳnh Trang nghĩ là bây giờ chỉ chờ đợi sự may mắn thôi, chứ bây giờ thật sự là Quỳnh Trang không kỳ vọng vào bản thân được vào vòng trong quá cao. Thank you.
chức nữ, sống yêu thương khó tả khó ngờ. Tình đam mê như sóng gió khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi bờ. Đầu sông cuối sông ngân hà, khổ thương nhớ nhau trông chờ. Tình nên thơ thành phơ phơ xa cách mịt mờ. Tuổi thân chứ yêu không thành, cả đôi khóc than duyên tình. Mà tại sao niềm khổ đau không thấu trời xanh. Ngày nay đôi ta đắm đuối, sống bên nhau yêu thương vời vợi. Dù cho say mê sớm tối, vẫn khuyên nhau gánh trọn kiếp người. Tình ta cao hơn thác núi, cũng bao la khác nào biển khơi. Mà sao hôm nay ung trời, chia sẻ mình xa cách. Ngày xưa ngu lang chức nữ, sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa ngu lang chức nữ, sống yêu thương khó tả khó buồn. Tình đam mê như sóng gió khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy chia cách đôi. Thưa nộ son trong đêm đón xuân, em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm
Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Giấc mơ đẹp bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt vài bao hoa hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường, ngày xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Một lần này nữa mai mình xa rồi, lời nào người nói đi rồi chia ly. Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi, mình một mình bước đêm lẻ loi. Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu, lời nào còn nữa đâu mà cho nhau. Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào, đừng hỏi gì nữa khơi lòng đau. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi, nào mình chung đôi. Một người buồn cuối xa phương trời, người nhỏ lệ từng đêm đơn côi. Đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta. Giờ thì hai đứa không còn đón đời, tình mình đã chết thôi từ đây. Cùng
buồn cuối xa phương trời, người nhỏ lệ từng đến đơn côi, đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta, giờ thì hai đứa không còn đón đời, tình mình đã chết thôi từ đã chết thôi từ đây. Lòng tôi chào anh, ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghe nào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nghe chuyện đời, tình mình này chết như lá úa thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, ngỡ ngàng trong đêm trường tôi chưa vơi niềm xuân vừa tròn, xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu nuối tiếc xa xôi. Ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời, hai lối lúc đêm buồn không ai. Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến, đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc trên mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ Trung á. Em có một cái sắc diện rất là lãng tử, mái tóc dài, cái kiểu dáng đứng chị rất là thích.
Và khi em hát á, em có tình cảm, nhưng mà cái cách hát của em nó không có gom tụ được cái câu hát và cái cảm xúc lại với nhau, cho nên cái sự hấp dẫn của bài hát hoàn toàn là không có thể liền mạch được. Còn về Quỳnh Trang, Không Bao Giờ Quên Anh, Phương Thanh biết là bài này rất là khó, lời rất là nhiều, liên tục như vậy nó sẽ rất là mệt để lấy hơi. Và em thì tuổi còn nhỏ, sức còn trẻ, mà em gồng được đủ một bài hát như vậy, gần cuối em mới bị lơi cái hơi thở một chút xíu. Tôi thấy vui bởi vì tôi đã gặp lại Trung, một chàng trai đẹp dần trong mắt tôi qua các câu hát. Thậm chí thì một lúc thì tôi thấy em đẹp trai nhất trong cuộc thi luôn. Với quan điểm và tai nghe của tôi thì thấy hôm nay là em giữ vững phong độ, một bài hát hay, tuyệt vời như vậy. Về Trang thì giọng vẫn tình cảm, vẫn hay, nhưng mà làm như cái cột hơi của em nó vẫn bị đung đưa. Em lấy hơi bằng ngực nhiều quá, phải lấy hơi ở dưới bụng thì mới giữ được cột hơi. Là những cái câu mà thí dụ như cái nốt thấp mà nó giữ không được, lấy, nó phải cần giữ cái hơi nhiều, hơi ngực. Còn mà bình thường thì mình sẽ hát hơi bụng. Quan điểm của tôi là một cô bụng còn một cô ngực, hai cô cứ cãi nhưng mà tôi không tham gia đâu. Đúng là cái cột hơi của em chưa có được chắc lắm. Bởi vì hồi trước giờ em chỉ toàn hát theo bản năng thôi, là có sao hát vậy, là mình lấy hơi như lấy hơi lung tung á, cho nên là rất là dễ bị phô và dễ bị lạng trong bài hát. Nãy mà em hát cái bài Xin Vẫy Tay Chào ở đây, chị Phi Nhung thấy cái câu điệp khúc, em có thể em bị hơi bị lạng một chút thôi. Nhớ hay thương mình cùng xa rồi, biết khi nào mình chung đôi. Em hát lại một cái câu này cho chị Nhung nghe thử. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi. Cái này thì chuẩn nè. Ở đây cái cách diễn xuất của em, khi mà em hát thì em diễn vẫn còn được nha, mà cái solo là em diễn, mình diễn luôn, mình giống như là mình tập võ thì không được. Bây giờ em tập nó nhẹ nhàng lại, đừng có mạnh, đừng có bạo lực quá. Cô muốn nghe nhẹ nhàng, khi nào cô đi nghe Quang Linh hát nhé. Đây là thần tượng một ca sĩ khác đó, nên cứ như vậy đó, bỏ đi. Anh là cái người mà kỵ những ai mà bắt chước lắm, nhưng mà anh nghĩ suy nghĩ của anh thì anh thấy trường hợp của em là vì nó đúng cái tần số đó thôi. Anh nghe và anh phân tích kỹ thì anh thấy không có giống gì cả. Thứ nhất, anh Đan Nguyên rất là đẹp trai, và khi mà em này bước ra là tôi chẳng để ý gì cả, thậm chí nhìn em còn xấu nữa. Nhưng mà tự nhiên sau khi em hát xong thì tôi thấy em đẹp. Cái này tôi không phải nói quá, nhưng mà khi tôi lên sân khấu tôi hát cũng rất nhiều người khen tôi đẹp. Nhưng mà gặp tôi ở sân bay bên ngoài đường thì bảo là Quang Linh đó hả? Trời ơi, Quang Linh gì kỳ vậy? Ngoài luồng mà xấu quá vậy? Người ta không có tin. Nói điều đó để thấy là cái người ca sĩ khi cất tiếng hát mà hát hay á, tự nhiên mình sẽ thấy họ đẹp dần lên, họ đẹp khủng khiếp. Và bây giờ thì cô Quỳnh Trang ở đây thì bây giờ là tôi thấy cô là diễn xuất cái bài này hay, nhưng mà cách hát thì là không bằng được trước, lạng cũng nhiều. Đến với cuộc thi solo cùng Bolero này là thật sự là một chặng đường thử sức, là một bước ngoặt rất là lớn với em, bởi vì rất là nhiều khán giả biết đến em qua những MV trên YouTube. Đó là những bản thu âm thôi, nhưng mà khi đến đây thì mình phải hát live thật sự. Đây là một bài học rất là lớn và một trải nghiệm rất là sâu sắc đối với em. Mưa rừng ơi mưa rừng, rơi
lòng thương nhớ nào người. Mỗi khi mưa rừng về muộn màn, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người. Chào con, chúc mừng con đã vừa hoàn thành xong bài biểu diễn của mình. Cô Quỳnh Chi có biết là con nhỏ tuổi, nhưng mà cô Quỳnh Chi không biết là con nhỏ xíu vậy luôn á. Thì ngày hôm nay thì khi mà đứng trên sân khấu cùng với các bạn thí sinh khác, nhưng thật ra là các anh chị, chú lớn hơn mình rất là nhiều, thì không biết là con có thấy run không? Cảm giác của con bây giờ như thế nào? Dạ, con rất là run. Run mà hát vậy đó hả? Không run hát làm sao nữa. Rồi chúng ta cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho con nha. Phát âm của con bị sai, rồi con chia câu nó chưa có được chuẩn lắm. Hôm nay con hát thì theo cô thấy thì cô chưa hài lòng lắm. Con sợ cô không? Sợ không? Em sợ. Trong ba giám khảo con sợ ai nhất? Tại sao lại sợ? Trong ba giám khảo con sợ ai nhất nè? Không sợ ai hết. Cô Phi Nhung chọn con vào vòng trong mà sao con lại sợ cô Phi Nhung được? Lần trước ở vòng loại đấy chính cô Phi Nhung chọn con chứ đâu. Góp ý kiến cho con nhiều thì cô sợ con buồn, con mất tự tin. Nhưng trong lòng của cô thì cô muốn con học nhiều hơn là đi hát. Theo cô là giọng con đã có rồi đó. Hát phải mở cái miệng lên. Và con mắt phải nhìn xuống khán giả. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận, kêu cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Sau lời nhận xét của ban giám khảo, cô bé đã bất ngờ bật khóc trên sân khấu, khiến mọi người đều lo lắng. Và lý do thật sự của những giọt nước mắt này chính là: con sợ cha con buồn, con lên chưa có tốt, hát chưa tốt, con sợ không đậu. Tôi nghĩ rằng là mặc dù là nhận xét của cô Đông Đào hay là cô Phi Nhung có vẻ là nghiêm khắc, nhưng nó cũng sẽ giống như những gì mà các bé được nghe ở trường học thôi. Các cô giáo cũng rất là nghiêm khắc thôi. Nhưng mà với một em bé 12 tuổi như là bé Thiên Ngân ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng bé xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn. Và bởi lời cái lời khen đó sẽ giúp bé có đủ tự tin để tiếp tục cái đam mê của mình. Cô Nhung, trong cuộc sống của cô Nhung rất là nể phục và rất là cần những người có tâm trong nghệ thuật. Thì bây giờ cô Nhung hỏi con một câu là con trả lời thật sự với cô là con thật sự có yêu nghề này hay không? Con có thể hy sinh về nghề này hay không? Có. Bây giờ ở đây chấm con đậu thì cô không chấm, nhưng mà cô sẽ chấm con, cô sẽ chọn con làm đệ tử của cô. Và lần sau hát nếu là được vào thì mình sẽ hát làm sao? Nếu được vào con sẽ hát theo lời chỉ dạy của cô giáo Đông Đào. Đệ tử Phi Nhung mà là cô giáo Đông Đào là sao? Nhá. Con hãy nhớ rằng là cô Phương Dung nhạn trắng Gò Công thì là đi hát từ năm mới 11 tuổi. Và cho đến ngày hôm nay là gần 70 tuổi rồi cô vẫn hát. Và lúc nào thì các cô chú đây thì cũng mong các bé có tài năng sớm như con sẽ có cơ hội để phát huy, để có thể luôn luôn là giữ được cái giọng hát của mình và giữ được cái niềm yêu nghề để mình có thể gắn bó với nghề lâu dài. Con cứ vui lên nhá, cười lên, đừng khóc nữa. Riêng cô Quỳnh Chi là rất là mong gặp lại con ở vòng chung kết. Chúc con may mắn. Cảm ơn con. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên, cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành.
trăm nghìn dân. Không ai ghi sẵn trong tâm chấm thành hiền kinh. Đến nha con, Quang trả thương nha con. Mà, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị Ngô Xuân mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ là
tổ ấm. Đêm xuống bên đôi nhưng em đâu rồi, một đêm tối tăm đi tìm em. Ngày bé thích vẽ tranh về cánh
khi mùa xuân. Cánh đồng lúa ngát xanh bên sông sâu, chiều con lấy thân câu đã vui chờ nhau. Cỏ trắng rơi cánh bay ngoài cánh đồng tôi. Cỏ bay cỏ bay núi cao biết sao biết đâu cỏ về. Chị về vậy? Ủa, nhắc tới mấy đứa tao mệt. Ờ, anh hai mày á, tao nhớ vợ chồng nó cũng đâu có dám lên thăm. Miệng vợ nó hung dữ lắm. Tao làm gì nó cũng không vừa lòng hết trơn trọi á. Thấy còn anh ba mày á, thì hả, nó tới nhà thấy nó cái ào, cái bước ra cái ào. Thôi, tao sợ tụi nó, tao ớn tụi nó lắm, không dám lên đâu. Ba! Trời đất á, anh ba mới về. Sao lâu quá mới về vậy con? Dạ, hả? Con bận việc quá trời ở trên Sài Gòn á. Anh gửi tặng cho Út Ngân một cái váy. Có đồ, có đồ. Để dành Tết mặc đi chứ. Em cảm ơn ba. Ừ, vô thử đi. Má ơi, con có đồ rồi nè. Trời ơi, con ơi. Má, đây nè. Tăng tăng tăng. Má thấy chưa, áo dài tím má thích luôn. Lần này con về á, là con muốn dắt má lên trên Sài Gòn ở với con. Ý ba, trời ơi, đi rồi bỏ Ngân cho ai? Trời đất ơi, nó là con nuôi mà. Hung lắm thì con gửi nó vô cô nhi viện là xong rồi. Vậy? Nói vậy em nó nghe được nó buồn chết. Sao? Con nuôi, nhưng mà mến tay mến chân từ nhỏ tới lớn đó. Tụi bay đi riết, có đứa nào lo cho má đâu. Mình nó lo cho má không đó. Má ơi! Má ơi! Má ơi! Em dạ. Trời ơi má ơi, chúng tôi cũng nhớ má quá má ơi. Má ơi Ngân, anh là chị hai vậy nè. Dạ. Chào anh hai, chào chị hai. Chào em. Trời ơi, bé Ngân của chị lâu ngày không gặp, đẹp hẳn ra luôn nè. Đây, kỳ này chị hai về nè. Chị hai có mua kẹo dừa mà bé Ngân thích nhất đó. Nè. Đó. Rồi ra đó ngoài ăn nè. Chị hai. Để chị nói chuyện với má. Tốt nghe. Con á biết má ốm yếu nè, con có mua nhân sâm cho má, má tẩm bổ xong rồi má cách thay má như con luôn. Thôi má nghe nè, anh chị hai á 3-4 năm mới về đây một lần, chắc là có chuyện gì đó má ơi. Em dẫn má vô hầm sâm cho má uống đi. Dạ. Má vô trong nhà đi má. Đỡ má vô nè, để chị hai vô hầm sâm cho má nha. Dẫn má vô. Sao? Về đây có chuyện gì? Tôi biết hết á anh ơi. Trên Sài Gòn á anh chị làm ăn thất bại, rồi về đây gù má bán đứt chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, cậu làm gì cậu ngon lắm vậy? Sao? Trên Sài Gòn cậu không học hành, tối ngày cờ bạc gái gú, hết tiền rồi về đây dụ má bán miếng đất, đúng không? Cho dù như thế nào á thì miếng đất này vẫn là của tôi, anh hiểu không? Cậu dựa vô đâu vậy? Ông bà mình nói á, già Út ăn, nghèo Út chịu đó.
thế lực đó là xưa rồi. Chứ sao? Người ta nói là quyền huynh thế phụ. Ba mình mất rồi, tất cả quyền hành trong nhà này là của tao, miếng đất cũng là của tao. Làm như má mất rồi không bằng. Nè, cái này mày nói nghe, để tao vô tao mét má. Mét đi, xong rồi ông. Để coi má xử ai. Đi đi. Anh Hai đừng. Đi dùng tay, mệt quá. Anh Hai. Má nói đi, miếng đất đó má để lại cho ai? Hả? Thì... trời ơi, mấy con đừng có bức bách má. Tụi con của đứa nào cũng là con của má hết mà. Thì biết là vậy, nhưng mà má phải hoạch định rõ ràng. Má ơi, má con là con dâu nè, má phải chia cho con chứ má. Là bây giờ má nói một con, con rồi. Má biết đất này là của vợ chồng con, má biết đất này, má nói đi. Má bị bệnh tim đó.
cô biết lỗi rồi đó.